Xin chào những khán giả thân yêu của Feedy.vn. Rất vui mừng khi được gặp lại các bạn trong chương trình Giỏi Nấu Ăn Sánh Đi Chợ, một show ẩm thực vô cùng hấp dẫn dưới sự tài trợ của thương hiệu Electrolux Việt Nam. Để tham dự với chương trình, các bạn học viên không chỉ được khám phá những món ăn ngon mà còn có cơ hội nhận được những phần quà rất hấp dẫn đến từ nhà tài trợ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón 8 bạn học viên đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, nếu như các bạn vẫn đang đau đầu không biết là thực hiện món ăn gì vừa mới lạ vừa hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà trong cuối tuần này thì đừng bỏ lỡ chương trình của chúng tôi, bởi vì trong số này, Giỏi Nấu Ăn Sánh Đi Chợ sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một món ăn đến từ châu Âu, đó là đùi gà bỏ lò cuộn phô mai và rau chân vịt. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ thầy Nguyễn Mạnh Trung, giảng viên của Trung tâm Dạy Nấu Ăn Quả Táo Vàng nhé! Chào các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Trung, là giảng viên của Trung tâm Dạy Nấu Ăn Quả Táo Vàng. Thì như các bạn biết đấy, thường thì các cái bà nội trợ hay là những người nội trợ thì hay đau đầu về cái chuyện là hôm nay ăn gì và làm gì và như thế nào để cho tất cả mọi người trong gia đình đều có những cái khẩu vị ăn cũng như là cái phong cách ăn mới và để nó thay đổi đi tất cả những cái gì mà chúng ta vẫn đang thường nghĩ là ví dụ như thịt gà thì chúng ta chỉ về chúng ta luộc để chúng ta rang để hay chúng ta làm cái gì đấy. Thì những cái đấy thì nó là những cái món ăn mà truyền thống của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Thế bây giờ thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cũng cái nguyên liệu đấy, nó là thịt gà. Và chúng ta làm theo cái phong cách ẩm thực của Pháp. Món này thì rất là dễ, nghe thì nó có vẻ hơi cao siêu tại vì người Pháp nó cách xa quá nhiều với cả chúng ta đúng không? Nhưng mà cái này thì nó rất là dễ. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng với các bạn là cái món đùi gà cuộn rau chân vịt và phô mai. Thì cái này nó rất là dễ và nó làm trong cái khoảng thời gian nó rất là ngắn. Tầm bao nhiêu phút hả thầy? Nếu mà để mà làm ra một cái món ăn này mà trong cái thời gian thì nó chỉ khoảng 25 đến 30 phút là chúng ta đã có một đĩa đồ ăn nó hoàn hảo. Thế là với các bạn thì tất nhiên là cái thời gian thì nó không thể ngắn được như vậy. Bởi vì chúng tôi là dân chuyên nghiệp và chúng tôi có những cái thao tác làm việc cũng như là cách sắp xếp công việc nó khác. Thế nên là nó mới có cái tốc độ ra đồ ăn nó nhanh như vậy. Thì ở đây thì các bạn đến đây thì các bạn bỏ qua cái khái niệm là các bạn học cái món gì đi nhá. Chúng ta bỏ qua cái khái niệm đấy đi. Và bây giờ chúng ta học nhau ở đây là gì, là cái sắp xếp công việc nó như thế nào để cho một cái bữa ăn nó trong cái thời gian ngắn nhất mà nó đạt chuẩn nhất. Dạ, giúp đổi vị cho bữa cơm nhà đúng không ạ? Thì như tôi biết thì ngay kể cả bà xã nhà tôi ấy, mỗi lần bà vào bếp là cả tiếng hơn tiếng đồng hồ nó không có đồ ăn. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta biết ấy, thì cái thời gian nó sẽ rất là ngắn. Và nó sẽ cho chúng ta được những cái bữa ăn nó hoàn hảo. Thì cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu như các bạn mà cứ nghĩ nó lặng lề quá về cái chuyện là nấu nó như thế nào để cho nó ngon ấy, thì chưa khả đã đủ. Và cái quan trọng là các bạn sắp xếp cái công việc như thế nào để các bạn có cái thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi, làm đẹp này, trông con này, hoặc làm bất kỳ cái gì đấy. Chứ chúng ta đừng để cái thời gian nó lãng phí quá vào trong cái căn bếp, thì cái đấy thì không lên. Đấy là sự chia sẻ của tôi. Hôm nay thì như các bạn biết là khi mà các bạn mua một bất kỳ một loại thực phẩm nào về, hoặc là một cái từ rau cho đến thịt cá tôm cua, thì các bạn đều phải bảo quản trong một những cái môi trường làm sao nó phải tốt để cho cái sản phẩm chúng ta mua về nó tươi không bị nhiễm khuẩn mà lúc nào nó cũng tươi ngon. Vâng ạ. Đấy thì cái đấy thì chúng ta cần phải chia sẻ với nhau, tại vì theo như tôi biết thì các bạn hay có cái thói quen là ví dụ như đi chợ về này mua một miếng thịt thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải rửa này rồi thế nọ thế kia xong các bạn mới cất vào tủ, thì cái đấy là một cái sai lầm. Sai lầm ạ. Chúng ta chỉ rửa một lần thôi, mua về nó như nào để nguyên ấy, cất vào tủ. Sau khi chúng ta rửa và chúng ta chế biến luôn. Vâng ạ. Tại vì nếu như các bạn để vào tủ rồi, các bạn đừng nghĩ là các bạn rửa rồi mà để vào tủ mà nó sạch, cái đấy là một cái sai lầm. Nói ở đây thì nó hơi quá một chút, nhưng mà thực ra thì trong tủ lạnh nó có những cái vi khuẩn tốt và xấu. Vâng. Khi các bạn lấy một cái đồ sạch ở trong tủ ra thì các bạn cũng phải rửa lại, xong các bạn mới phải chế biến đúng không ạ? Chế biến được, đúng không? Thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ làm theo một bước thôi, và cất nó đi và lôi nó ra. Được, xong rồi chế biến. Vâng ạ. Ok, yeah. Thì đấy thì hôm nay chúng ta sẽ có cái đùi gà. Còn ở nhà thì các bạn sẽ làm nguyên một con gà lọc xương hay là như nào đấy thì là việc của các bạn. Còn hôm nay thì ở đây thì tôi chỉ làm thịt đùi thôi. Tức là ngoài đùi ra chúng ta có thể sử dụng cả con gà cũng được. Con gà. Rồi các bạn thấy người châu Âu người ta có cái gà bỏ lò ăn vào cái dịp Giáng sinh. Vâng. Có những con gà người ta để nguyên xương, nhưng có những con gà thì người ta sẽ rút xương ra và người ta cuộn với cả củ quả
Vâng ạ. Và người ta sẽ bỏ vào lò cho nó chín, thì đấy thì là tùy mình sử dụng con cả con hoặc là một cái đùi hoặc là như nào đấy, hoặc là ở nhà có thể chúng ta chỉ sử dụng cái phần ức gà thôi. Vâng. Nó không ảnh hưởng gì cả. Nhá. Thì đấy dạ, thì vâng hôm ạ. Nay thì chúng ta sẽ vào bắt tay vào làm. Thì ở đây thì như các bạn biết đấy, thì thịt nó là đạm, đúng không ạ? Thế ngoài các cái đấy ra thì chúng ta phải có cái đồ ăn Ăn kèm. kèm. Các bạn muốn ăn rau xào hay rau luộc hay là rau bỏ lò thì cũng là tùy các bạn. Nhưng hôm nay thì với những cái món bỏ lò như này thì các bạn biết rồi, lướng và bỏ lò bao giờ nó có cái độ khô nhất định. Dạ vâng. Cho nên là khi mà làm những món này thì các bạn phải chú ý vào cái đồ ăn kèm. Thì thường như bọn tôi làm thì những đồ bỏ lò thì bọn tôi hay cho ăn đồ luộc. Dạ. Để cho nó hai cái phương pháp làm chín nó đối hòa lập hợp với nhau. nhau, Vâng. để làm sao cho mình ăn nó dễ chịu. Dạ Chứ vâng. bây giờ gà đã bỏ lò rồi xong lại rau nướng hoặc rau xào Dạ. thì nó rất là ngấy, Vâng. đúng không ạ? Cho Đúng nên rồi là ạ. khi làm thì các bạn cũng phải để ý cái chuyện đấy, Dạ. đúng không? Vâng Thì ạ. đấy, thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Thì việc đầu tiên thì chúng ta phải có cái phần thịt chính, đó là cái phần thịt gà. Đây thì các bạn sẽ lấy cái phần đùi. Đây thì các bạn sẽ lấy cái phần đùi này. Như các bạn thấy này, cái phần đùi gà. Thì làm cái món này thì bắt buộc là chúng ta phải bỏ xương. Cái cách bỏ xương hay còn rút xương nó như thế nào ấy, thì lại là cả vấn đề. Tại vì cái này thì không phải ai cũng làm được. Và nhất là với cả các bạn thì chưa bao giờ rút xương mà chỉ có chặt nó ra thành miếng với cả xương thôi. Dạ, thì đúng nó sẽ không? Gặp một chút khó khăn. Okay, Và ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta mẹo để lọc xương gà cái đấy nhanh thì rất nhất là đúng dễ. không ạ? Nó không khó. Nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải dùng dùng dao làm sao cho nó sắc. Thế nên tại sao lúc đầu tôi bảo là mọi người phải chuẩn bị đi xem dao có sắc hay không. Đấy, thì dao sắc thì mình mới làm được cái việc này. Dạ vâng ạ. Đúng không ạ? Thì như các bạn thấy là cái đùi gà này các bạn mua ngoài chợ về. Nếu như nó có các cái phần mỡ, vâng. các bạn sẽ tề bỏ đi. Chúng ta sẽ bỏ hết mỡ okay. đi ạ. Dạ. Thế khi lọc nha, các bạn để cái phần thịt này, nó rửa lên trên và chúng ta nhìn thấy xương. Dạ. Đúng không ạ? Các bạn sẽ dùng cái mũi dao nhé, chứ không dùng cả cái phần lưỡi dao này. Các bạn sẽ rạch này, một đường này, dọc theo xương. Dạ. Tiếp tục ngược lại. Các bạn dùng mũi thôi nhé. Cầm lưng nó lên thì nó sẽ hở cái đầu khớp ra. Vâng ạ. Chúng ta lấy dao, chúng ta khứa quanh đầu khớp như kiểu chúng ta làm cái tiện mía. À. Nó đứt gần thì nó mới rời được thịt ra. Dạ vâng ạ. Chứ còn nó không đứt thì nó không rời được ra. Phần dưới này. Tiếp tục các bạn lại tách một đường nữa song song với nhau thì các bạn sẽ nhìn thấy phần xương, đúng không nào? Thì khi nhìn thấy phần xương này rồi ấy, thì các bạn sẽ úp nó xuống. Các bạn dùng một tay này, tay thuận này, cầm vào cái phần thịt này, lưng nó lên, tì con dao vào, lưng cao lên này, cắt gần. Wow, rất là nhanh gọn đúng không ạ? Cắt này, kéo này, tì dao vào kéo, tự nó róc xương ra, đúng không? Sau đấy các bạn sẽ cầm lên trên tay này nha, các bạn đừng để ở dưới thớt, vì để dưới thớt nó rất khó làm. Cái thịt dạ. nó sẽ che mất cái phần xương. Cầm lên này, cái thịt nó rủ xuống như cái mảnh ấy. Vâng ạ. Lưu ý các bạn sẽ lấy dao này, chúng các bạn sẽ tiện lọc quanh khớp này, đúng không? Khi các bạn tiện quanh khớp rồi, nhát cuối cùng các bạn chỉ còn cách là rời xương ra thôi. Như vậy là chúng ta đã lọc xương gà xong rất là nhanh đừng gọn. Đừng để ở dưới thớt nhá, cầm lên thì dễ làm hơn. Bây giờ chúng ta phải lạng mỏng cái thịt ra. Các bạn học viên chúng ta chú ý là ghi chép lại nhá, để một lần nữa thì chúng ta sẽ thực hành. Này, chúng ta sẽ lạng mỏng ra này. Đó, bước đầu tiên là chúng ta sẽ lọc xương, đúng sau rồi, đó lọc thì xương và lạt mỏng. Lạng mỏng cái thịt này ra. Nó giống như cái bánh đa lem các bạn làm lem ấy. Đúng không? Còn nếu mà để nó dày quá thì chúng ta sẽ không làm gì được. Thế một lần nữa là mình sẽ đặt các nguyên liệu rồi, ở giữa và cuộn lại. Dạ. Thì thế này, khi các bạn lọc xong này rồi ấy, thì các bạn sẽ ướp một chút gia vị. Dạ vâng. Nhá. Ở đây thì các bạn sẽ ướp này. Chút xíu muối, khi các bạn ướp nhá, các bạn có cái thói quen là vứt toẹt cái muối xuống. Đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ làm này. Để cao tay lên, các bạn xoe tay như kiểu thả thính mấy đứa tuổi trẻ nó chụp ảnh ấy. Rồi hay gọi là thả thính đúng không ạ? Tắc rách như thế này thì muối rất là đều đúng không ạ? Chỗ nào nó cũng có muối, vâng nó ạ. Không bị nhiều và không bị ít. Thứ hai là một chút hạt tiêu. Các bạn cũng sẽ làm y như thế. Các bạn nhìn nhỏ rõ nhá. Yeah. Chúng ta sẽ rắc cao tay. Đúng rồi, cao tay lên, đừng thấp tay quá. Vâng nó ạ. Không làm được cái việc mình muốn đâu. Một chút hạt lên, các bạn cũng sẽ làm y hệt thế. Một chút muối này, hạt tiêu, hạt nêm. Rồi.
Và sau đấy các bạn sẽ muốn để nó ngấm thì các bạn để khoảng từ 10 đến 15 phút là nó ngấm. Và chúng ta sẽ gập cái thịt này lại như này. Chúng ta sẽ gập không đôi cần thịt phải làm lại. Gì cả. Gập lại và để nó sang một bên. Để chúng ta làm tiếp cái bước tiếp theo. Xong rồi chúng ta sẽ Thế chúng ta sẽ ướp gà khoảng 10 phút đúng không ạ? Từ 10 đến 15 phút là cái thịt gà đủ phút. Ngấm rồi. Dạ. Tiếp đến là cái rau chân vịt. Thì như các bạn thấy đấy, cái mùa này là cái rau chân vịt nó rất là tốt. Vâng, em nghe nói là rau chân vịt rất là tốt cho sức khỏe đúng không thầy? Thứ nhất là cái rau chân vịt này nó có rất là nhiều cái khoáng chất và vitamin mà bổ sung cho sức khỏe rất là tốt. Vâng ạ. Thứ hai là cái rau chân vịt này nó là một cái chất xơ mà theo những nghiên cứu của khoa học ấy, thì những cái chất xơ của rau chân vịt này nó có tác dụng rất tốt cho những người bị ung thư. À, có những người ung thư đúng không thầy? Đúng không? Thì là cho nên là tại sao mà các bạn xem phim mà Thủy thủ Qua Vai ấy. Dạ. Okay. Mỗi một lần người ta suy sụp về phải sức khỏe là ăn bao giờ hộp rau chân vịt đúng không ạ? Cái rau chân vịt này thì các bạn sẽ bỏ bớt cái phần cọng già đi nhé. Dạ. Chúng ta không lấy quá nhiều phần cọng già này vì khi chúng ta cuốn vào ấy thì nó không được tốt lắm. Vâng ạ. Thì cái này thì tạm nữa mình sẽ làm sang cái phần việc khác của mình. Thì cái phần lá này các bạn sẽ thái nhỏ nhé. Chúng ta sẽ thái nhỏ. Có thể là rau chân vịt cũng khá là xa lạ so với một số bạn khán giả. Thì không biết là thầy có thể chia sẻ là chúng ta có thể mua rau chân vịt ở đâu không ạ? Nói rau chân vịt thì nó hơi xa lạ nhưng thực ra nó là cái cải bó xôi. Dạ. Của Việt Nam mình ở ngoài chợ mùa này thì rất là nhiều. À, tức là ngoài chợ cũng có thể mua được đúng không ạ? Rất là nhiều, ạ? không phải là hiếm. Vâng ạ. Thế nhưng cái rau này thì nó chỉ có mỗi cái là ở Việt Nam thì nó ít người có ăn. Mùa. À, có rất mùa nhiều luôn. Người ăn nhưng cái này nó có mùa. Chứ nó không giống như ở bên nước ngoài thời tiết nó lạnh thì là quanh năm nó có. Dạ vâng ạ. Các bạn sẽ cho vào một cái bát nhé, cái rau chân vịt này. Các bạn cho vào một cái bát và sau đấy này, tiếp đến này, các bạn sẽ sử dụng cái parmesan chi hay còn gọi là cái chi bột. Chi bột ạ. Và chúng ta cũng thể mua ở siêu thị đồ Âu đúng không ạ? Cái này rất là nhiều ngoài siêu thị. Một chút hạt lêm. Dạ. Một chút hạt tiêu. Một chút hạt tiêu. Chút xíu muối. Các bạn không sử dụng đường nhé. Chúng ta sẽ dùng mật ong ạ. Các bạn sẽ sử dụng một chút mật ong. Rồi. Sau đấy thì các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn trộn này thì các bạn bóp mạnh tay một chút nhé. Tức là chúng ta có thể rau có thể nát cũng được ạ. Đúng rồi, không sao. Càng nhuyễn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Còn nếu mà thực sự như chẳng hạn như làm số lượng nhiều ấy, dạ. Thì tôi sẽ không làm như này. Mà tôi sẽ cho máy xay sinh tố để tôi làm việc này. Hoặc là cái máy trộn thực phẩm. Dạ vâng ạ. Nên tại sao mà chúng ta không dùng cái cọng cứng là như vậy? Vâng ạ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ sử dụng cọng cứng ở mục đích khác. Vâng. Chúng ta sẽ bóp thật là nhuyễn rau chân vịt. Các bạn sẽ bóp nhuyễn cái rau chân vịt này ra. Đúng rồi. Và cũng có ướp không ạ? Ướp. Không cần ướp. Đến lúc này thì coi như là cái phần việc của chúng ta đã chuẩn bị coi như là xong. Rất là nhanh gọn đúng không ạ? Đấy, thì cái thịt này chúng ta ướp xong này. Dạ vâng. Thì các bạn sẽ để ý nhá. Các bạn sẽ lấy cái thịt này. Các bạn lại trải ngược nó ra. Đúng không ạ? Sau đấy các bạn sẽ lấy cái phần rau mà đã trộn gia vị và phô mai. Các bạn để vào trong trong giữa này, trong cái phần thịt. Chúng ta sẽ dàn ra. Sau đấy các bạn sẽ lấy một phần cái cọng cứng. Chúng ta đặt lên trên. Đặt lên trên. Dạ. Nhá. Và sau đây chúng ta sẽ quấn nó lại. Nên nếu mà đi bao tay thì làm những cái thao tác này nó rất khó. Nó sẽ không làm được cái mà tôi muốn. Các bạn cuốn thật chặt lại nhé. Dạ vâng. Sau đấy các bạn sẽ dùng cái chỉ. Cuộn lại giống như chúng ta cuộn chân giò đúng không ạ? Giống như các bà ngoài chợ các bà cuộn chân giò để luộc ấy. Thì ở đây thì các bạn cuộn này thì các bạn không cần phải cuộn quá nhiều. Tại vì thực ra cái này nó chỉ là để giữ định hình cho để cố định đúng cái không thịt ạ? của mình thôi. Thì các bạn sẽ được một cái cuộn thịt nhé. Thì bây giờ muốn cái cuộn thịt này nó có cái màu vàng đẹp ấy thì chúng ta phải phết
một lượt mật ong thật mỏng, thật mỏng ở bên ngoài. Dạ. Tức là việc phết mật ong sẽ giúp cho cái món ăn của chúng cái ta sẽ có màu nó đẹp, lên màu, và vâng khi ạ, chúng ta bỏ vào lò ấy, thì cái thịt của chúng ta nó sẽ có cái màu cánh gián. Dạ. Nếu mà như cho nhiều quá thì nó sẽ nó bị sẽ cháy. À, nếu cho nhiều quá thì nó sẽ bị cháy. Khi mà xoa cái mật ong này lên trên thịt ấy, thì các bạn đừng ngại nhé. Các bạn sẽ lấy một chút mật ong lên vào lòng bàn tay này, một chút thôi nhé. Và sau đấy các bạn sẽ phết đều lên. Đừng nhiều quá nhé, các bạn nhớ nhé, một chút xíu thôi. Để tạo màu đúng không ạ? Để tạo màu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đã xong cái phần việc sơ chế và bây giờ chúng ta còn làm chín. Dạ vâng. Thì làm chín cái món thịt này ấy, thì các bạn phải để lò ở nhiệt độ là 200 độ. Và khi lò nó đủ nhiệt thì lúc ấy chúng ta mới cho cái sản phẩm của chúng ta vào để chúng ta nướng. Dạ vâng. Bởi vì sao? Vì này, cái miếng thịt nó cũng có nước giống như cơ thể con người. Như các bạn thấy đấy, nhiệt độ nó nóng thì chúng ta sẽ bị đổ mồ hôi. Vâng. Thì bây giờ cho vào lò cũng thế. Nếu mà nhiệt độ nó chưa đủ thì miếng thịt nó bắt đầu nó bị nóng dần đấy. Nó cứ nóng dần đến đâu nó mất nước đây này. Nó cứ nóng đến đâu nó mất nước đây này. Và như vậy thì sẽ bị khô. Nó sẽ bị khô. Thế bây giờ chúng ta làm ấy thì nhiệt độ nó đủ nóng. Dạ. Các bạn cho vào cái bề mặt của miếng thịt nó chín ngay lập tức. Nó tạo ra một cái lớp áo và nó chống cái sự mất nước. Vâng ạ. Đúng không? Đấy thì bây giờ chúng ta phải khởi động lò và chúng ta sẽ nướng. Dạ. Thì khi mà các bạn khởi động lò thì các bạn chú ý lò thì bao giờ nó có là đốt trên hoặc đốt dưới. Thì chúng ta nướng cái sản phẩm ra này chúng ta sẽ dùng cả hai. Nhất thì ở trên này nó sẽ có các ký tự để chúng ta sử dụng trên dưới hoặc là quạt hay là không quạt thì chúng ta sẽ để vào cả hai. Và các bạn sẽ để cái nhiệt độ về 200 độ. Chúng ta sẽ để lò về. Thì khi mà các bạn để ý này, lò nó bao giờ lò lướng ý, mà tốt nhất thì bao giờ nó có cái quạt gió hay bọn tôi còn gọi là đối lưu. Quạt đối lưu đúng không ạ? Đúng rồi, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái đối lưu đấy. Ừ, quạt đối lưu sẽ có tác dụng như thế nào trong việc nướng ạ? Nó đều nhiệt trong cả một cái không gian nướng. Sẽ giúp cho món chỗ thịt nào nhiệt độ cũng giống nhau. Dạ và vâng ạ. Món ăn nó có những cái màu sắc hay là độ đẹp chín mắt và nó chín đều đúng không thầy? Đối với những lò nướng như đúng thế không? Này. Các bạn thấy đấy. Để sang chế độ nhiệt và bật đối lưu lên thì là quạt nó sẽ bắt đầu chạy. Đấy, thì các bạn để nhiệt độ là 200 độ nhé, để chúng ta nướng cái sản phẩm thịt của chúng ta. Thì trong quá trình các bạn đợi cái phần thịt đấy thì các bạn cũng chuẩn bị cái phần rau ăn kèm. Phần rau ăn kèm đây thì hôm nay chúng ta sẽ ăn rau luộc. Rồi khi luộc rau thì các bạn cho một chút xíu muối. Ở đây có sẽ có này, cà rốt này. Các bạn sẽ phải luộc chín những cái sản phẩm này thì lúc ý chúng ta mới sử dụng được. Dạ. Gần ví dụ như cà chua bi hay là dưa chuột hay là các cái rau khác ấy, thì chúng ta không cần ăn luôn đúng không thầy? Chúng ta sử dụng được luôn. Với cà rốt thì mình sẽ thái theo hình mà mình mong muốn đúng không thầy? Mình thích thái như nào. Dạ. Thì mình thái. Và cũng nói thêm cho các bạn hiểu này, cái decor của món Âu ấy thì nó không bắt mình phải làm cái gì và như thế nào, thì nó không phải tỉa hoa hay là hình con đúng thú không? Đúng không ạ? Không không. Tại vì quan điểm của người ta là những cái gì ấy mà cầm trên tay ấy cầm càng lâu càng lâu thì càng mất vệ sinh. Dạ. Tức là khi mà mình thái cà rốt thì mình sẽ thái theo cái hình thù mà mình sẽ mình trang thích, trí luôn. Mình thích thế nào thì mình cắt như thế. Dạ. Vuông quân cờ hay là hình tam giác hay là bổ móng lợn hay là dạ, đấy mình cứ bổ thoải mái. Và khi mình xếp lên trên đĩa đồ ăn ấy thì mình cũng bày theo những cái ý tưởng mà mình nghĩ trong đầu. Vâng ạ. Chứ không giống như đồ Á là gì, là các bạn
bày một cái đĩa này là bắt buộc phải có cà chua dưa chuột này bày vòng 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 quanh cái mép đĩa, xong rồi các bạn để cái gì vào trong thì cái đấy thì là không, Vâng ạ, đồ tức Âu là không đồ đòi Âu hỏi sẽ khác biệt so đúng với rồi, cả khác rất là món nhiều. Á ở chỗ đấy đúng không ạ? Ok, nên đấy là chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ về cái chuyện cắt thái, vì thực ra những học viên học ở trường ấy mà học đồ Âu này thì người ta sẽ không có khái niệm là thế nào là tỉa đẹp hay là như nào, mà người ta chỉ có khái niệm cắt làm sao cái sản phẩm nó sắc nét và khi đặt lên đĩa Nó đẹp đúng không ạ? nó đẹp, Vâng ạ. chứ còn không cần hình gì cả. Tiêu chí ạ, đơn giản là tinh tế đúng không thầy? Nhưng mà như các bạn thấy nhé, trên nhiều cái clip của trang web của những cái trang trí đồ ăn của nước ngoài ấy, là người ta có những cái củ cà rốt nó rất là bé Vâng ạ. và người ta chỉ rửa sạch đi thôi, người ta vẫn còn để một đoạn gốc Ồ, lá đấy, dạ. và người ta rửa sạch đi xong người ta luộc lên xong người ta bày thẳng lên đĩa luôn, không cần phải cắt. Cả tận dụng luôn. Đúng, tất cả. Ví dụ như quả cà chua bi, với mọi người thì mọi người sẽ tẹo nữa sẽ Bỏ bỏ cái cái phần cuống lúm đi. này đi, Dạ. nhưng mà với tôi thì đây nó còn quý hơn quả cà chua. Chúng ta sẽ tận dụng để trang Ok, trí đúng rồi, mình luôn. sẽ tận dụng tối đa những cái gì mà thiên nhiên có để Vâng làm ạ. đẹp cho cái đĩa đồ ăn của mình, Dạ. chứ không không thể nào bỏ đi được những cái này. Dạ vâng ạ. Đấy, đó là như thế. Chứ nó không giống đồ Á là gì, là các bạn phải cắt mỏng ra này bày biện, hoặc là tỉa một cái con tôm, Mình hoặc ở là nhà các bạn đi thường có ABC gì thói đấy, nhưng quen mà là hạ đặt ra hàng nó làm xuống như thế là thì cái thời gian nó rất là mất thời gian mà nó nhìn thấy không các hợp cái với bụi cả nó khả ra năng mà chúng ta đang làm. À, dạ vâng ạ. Vâng, đó là như vậy, rất là nhiều đúng không, là Vâng khi ạ. mà nước nó sôi Đúng rồi không? thì Thế nhưng là mà sẽ khi các bạn cắt cho ấy, các bạn để phần ý cà này, rốt vào để chúng ta luộc. không có cái gì Và bây dùng giờ chúng ngay. ta Sẽ để ý cái nhiệt độ lò nó đạt thì chúng ta sẽ cho cái sản phẩm thịt của chúng ta vào để chúng ta nướng. Sẽ nướng trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Thì với cái trọng lượng thịt này nó rơi vào khoảng 300 đến 350 gram thì nó chỉ khoảng 10 đến 15 phút là nó chín. 10 đến 15 phút ạ. Và các bạn nhớ nhé, cái nhiệt độ nó rất quan trọng. Các bạn để già nhiệt quá nó sẽ cháy và nó không chín. Dạ. Nhưng mà để lon nhiệt quá để nó chín được thì cái thịt nó sẽ Bị khô giống khô. như sấy. Vâng ạ. Đấy, các bạn phải để ý cái nhiệt độ để chúng ta làm sao cho nó tốt. Khi các bạn cắt nhé, các cái bông cải này thì ở nhà các bạn thường là có cái thói quen là hạ dao xuống là nhìn thấy các cái bụi nó ra không? À, có Đúng ạ. không? Rất là nhiều đúng không nào? Vâng ạ. Đúng không? Nhưng mà khi các bạn cắt đấy, các bạn để ý này, không có cái gì rụng ra cả. Wow, thế cách như thế nào vậy ạ? Tức là cứ một đường xong là tách ra. Mình tự kéo nó ra. Vâng ạ. Nhưng kể cả bà xã nhà tôi cũng thế, mà Vâng. bà làm vèo cái đứt luôn. Thế ông đến lúc xào lên là nó cứ lủn lủn Vâng. hết ở trong cái đĩa đồ ăn, nhìn nó rất là tệ. Thì cái đấy thì cũng không thể trách được. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một những cái mẹo như là nướng đồ làm đồ nướng như thế nào này, rồi tỉa rau củ ra làm sao rất là hữu ích đúng không ạ? Thứ nhất là cái câu hỏi của em thì tôi sẽ giải thích như này này. Tất cả các sản phẩm dù bất kỳ cái gì thì nó có thời gian chín và độ chín khác nhau. Nếu như mà em cho cả vào, ok đồng ý được. Thế nhưng em sẽ mất công làm tấm cám và nhặt từng thứ ra một. Nhưng mà giống như tấm cám ngồi nhặt thóc ở trong gạo, bao giờ xong thì được đi chơi. Đúng rồi. Thì thường, đúng rồi, thì như thế thì bạn sẽ không quản lý được độ chín của nó và bạn sẽ mất nhiều cái thời gian cũng như là cái đồ ăn của chúng ta nó sẽ không đạt chuẩn. Và màu của các Đúng đồ không? ăn nó còn phai ra nhau nữa đúng không thầy? Không, cái phai không quan trọng nhưng mà cái độ chín là cái quan trọng nhất, tại vì Dạ. là cái độ chín nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta là ngon hay dở là cái độ chín. Và mình cũng sẽ không phải mất công là nhặt từng thứ một ra trong một cái chỗ nó quá nhiều coi là cái sản phẩm được nhá. Vâng ạ. Thì đấy, thì là bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái lò của chúng ta xem là đủ nhiệt hay chưa. Thì thường bất kỳ một cái lò nào nó sẽ có một cái đèn nó đủ nhiệt là nó ngắt. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái sản phẩm của chúng ta vào nướng. Okay, khi mà chúng ta đợi cái phần thịt của chúng ta chín ấy, thì chúng ta sẽ phải có một cái đĩa để chúng ta trang trí.
trước và thịt chín nó bỏ ra đĩa luôn. Vâng. Bây giờ chúng ta cũng đã gần hoàn thành xong món ăn này rồi đúng không thầy? Thực ra cái món ăn này làm rất là nhanh. Dạ. Các bạn học viên có thể quan sát cách thầy trang trí và một lát nữa thì các bạn cũng có thể biến tấu theo ý thích đúng không thầy? Và không biết là phần trang trí món ăn thì sẽ... Cái này thì nó không khó. Dạ. Mà quan trọng là các bạn làm sao các bạn hình dung ra được cái việc các bạn đặt cái gì vào đâu và như thế nào. Vâng ạ. Chứ nó không giống như là đồ Á, tôi nói lại nó không giống như đồ Á, là các bạn phải cắt tỉa cầu kỳ hay như nào thì cái này thì nó không phải là như thế. Yeah. Dạ vâng ạ. Dùng một số các cái sốt có sẵn, ví dụ như là tương ớt này, cá chăm này, thì các bạn làm đẹp thêm cho phần đĩa của mình. Dạ vâng ạ. Rồi. Chút xíu là chúng ta sẽ bày phần thịt vào đây. Dạ vâng ạ. Và sẽ được cái chúng ta muốn. Trông rất là mới lạ đúng không ạ? Thì cái trong quá trình mà chúng ta đợi cái thịt chín này, chúng ta sẽ trang trí cái đĩa đồ ăn của chúng ta này làm sao cho nó đẹp này. Hai là chúng ta phải pha cái sốt để chúng ta ăn với cái thịt này. À. Thì quan trọng nhất là gì, là sốt. Vâng ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ pha sốt, thì ở đây cái sốt thì với những cái mà các bạn có sẵn thì các bạn pha nó rất là dễ, không có khó gì cả. Các bạn sẽ sử dụng sốt mozzarella này. Đây các bạn sử dụng khoảng 50g sốt mozzarella nhé. Kem tươi. Whipping cream. Các bạn sử dụng 50. Tất cả các nguyên liệu đều như nhau đúng không ạ? 50, 50. Ong. Các bạn sử dụng 20. 20ml mật ong. Chút xíu muối. Và nước cốt chanh tươi. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều lên. Các bạn sẽ đánh đều lên. Cái sốt này nó sẽ có màu trắng. Vâng ạ. Nhé. Sốt kem mật ong. Các bạn sẽ có cái... À, món sốt này tên là sốt kem mật ong. Các bạn sẽ dùng một chút mùi tây tươi. Các bạn nhớ là chỉ lấy phần lá thôi, không lấy phần trọng. Chúng ta thái nhỏ.
là xong cái phần sốt. Rất là nhanh gọn. Thế ơi, với phần sốt như này thì mình có thể dùng cho món khác được không ạ? Các bạn thích ăn với cái gì nướng cũng được. À, ăn chung với đồ nướng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta còn chỉ còn là gì? Đợi cái phần gà, gà chín nữa là xong. Chín nữa là chúng ta sẽ cho ra đĩa và chúng ta sẽ được cái chúng ta muốn. Vâng ạ. Thì thực ra thì chỉ mất công nướng gà thôi, chứ còn không mất công nữa làm gì cả. Đúng không? Thì như là như các bạn biết nhé, bông cải xanh này, cà rốt này, dưa chuột này, cà chua bi này thì nó là những cái mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Vâng ạ, rất là quen thuộc đúng không nó ạ? Nó là quen thuộc rồi. Sốt nọ, sốt kia ở đây thì nhà nào bây giờ hầu như cũng sử dụng những cái này. Vâng ạ. Nó không phải như ngày xưa nữa. Thời kỳ ngăn sông cấm chợ chả ai biết cái gì cả. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết. Dạ vâng ạ. Và quan trọng là sử dụng nó như thế nào, cái đấy mới là cái quan trọng. À, thế một lát nữa thì mình mới sử dụng đến phô mai đúng không ạ? Phô mai mình đã trộn vào trong kia rồi. À. Còn cái phô mai còn lại này, chút nữa mình cho sốt lên phần thịt và mình rắc cái phô mai tươi lên để mình lấy những cái mà mình nhìn thấy. Dạ. Thứ nhất là ăn nó cũng ngon, thứ hai là nhìn nó đẹp mắt. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem thịt đã chín chưa và cái màu nó như thế nào thì chúng ta sẽ mang ra. Dạ vâng ạ. Wow, em rất là hồi hộp chờ xem thành phẩm của ngày hôm nay. Rất là thơm ạ. Và cũng có màu đẹp mắt. Thấy nhá. Thì tất cả những cái gì nó gọi là bỏ lò hoặc lướng thì nó có phải có cái màu đặc trưng. Màu cánh giá chứ đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ mà bỏ lò hay lướng xong ra nó cứ màu nó cứ trắng thì không ổn. Giống đồ luộc. Đúng rồi. Thì là lưu ý thì không gọi là đồ bỏ lò hoặc là đồ lướng nữa mà người ta sẽ gọi sang cái khác. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Cái vấn đề ở đây là gì? Cái phương pháp làm chín là nó đã nói cho chúng ta biết là cái sản phẩm của chúng ta phải có màu như thế nào. Dạ vâng ạ. Đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ tháo chỉ đúng không ạ? Và thái miếng. Nhìn rất là đẹp mắt. Bây giờ các bạn sẽ thái những cái miếng ra để làm sao để các bạn cho nó vừa ăn. Vâng. Còn với người châu Âu ấy, thì người ta sẽ để nguyên. Vâng. Rồi dao thì người ta sử dụng dao dĩa. Dạ. Tự người ta sẽ biết được là người ta phải cắt to, cắt nhỏ hay cắt như nào, đấy là việc của người ta. Vâng ạ. Nhưng với người châu Á thì nhà mình như thế, chúng ta khi mà bày ra đĩa thì lên cắt ra cái miếng nó vừa ăn để mọi người cùng sử thưởng dụng. Thức đúng không ạ? Nhá. Thế các bạn thấy này. Thì trong này cái miếng thịt nó sẽ có yeah. Ở đây cái đĩa này thì chúng ta chỉ bày một cái khẩu phần ăn thôi nhé. Có sốt này. Bạn nhớ là cái sốt cho chỉ một phần thôi, làm sao để hở món ăn ra đúng không ạ? Đừng che kín cái phần phô mai bột. Như vậy là thầy giáo đã hướng dẫn chúng ta hoàn thành xong món đùi gà bỏ lò cuộn là phô mai và rau chân vịt đúng không ạ? Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay cho thầy đúng không ạ? Đấy, nhưng các bạn thấy nó rất là dễ. Đúng không? Tại vì từ xưa đến nay là các bạn chưa được ai chỉ. Dạ. Bạn chưa biết cái cách làm, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành và giải thưởng là hai nồi cơm điện. Vâng okay. ạ, dành cho đội chiến thắng. Chúc các bạn thành công với món ăn ngày hôm nay. Xin mời các bạn ạ.
học viên của chúng ta đã hoàn thành xong món đùi gà bỏ lò cuộn phô mai và rau chân vịt rồi. Bây giờ sẽ là giây phút rất quan trọng, đó là chấm điểm đánh giá và tìm ra đội chiến thắng của Thầy Trung. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món ăn của đội đầu tiên nhé. Xin mời đội số 1 ạ. Các bạn hãy bê món ăn của mình lên đây. Các bạn đứng luôn ở đây nhé. Các bạn đứng đây luôn. Bây giờ này nhá. Về cái phần mà nguyên liệu chính ấy là cái đùi gà thì tôi sẽ không chấm. Dạ. Và quan trọng nhất của cái món ăn đó là cái sốt. Thì nếu như mà nhìn tổng thể của một cái sốt ấy mà các bạn ví dụ như đội 1 này làm ấy thì nhìn đã thấy nó không đạt rồi. Tại vì nó cái sốt nó bị vữa và nó không có cái độ liên kết của một cái sốt. Vâng ạ. Đấy thì về cái cơ bản là mình nhìn là mình phải nói luôn về cái mà mình nhìn thấy. Còn cái chất lượng như nào thì bây giờ tôi sẽ ăn thử. Dạ. Thì tôi mới biết được cái chất lượng của nó ra làm sao. Nhá. Chứ còn về cái phần gà thì tôi cũng nói luôn là tôi không sẽ không chấm điểm về cái phần gà. Và nước sốt rất là quan trọng đúng không ạ? Cái nước sốt nó là quan trọng nhất. Cái sốt của các bạn nó bị ngọt quá. Kinh nghiệm ý, khi chúng ta làm thì chúng ta phải ăn thử. Dạ. Trước khi cho bất kỳ một cái sản phẩm nào ra đĩa và bưng ra cho khách hàng hoặc cho bất kỳ ai là người sử dụng thì chúng ta phải ăn thử thì chúng ta mới có cơ hội để sửa. Vâng ạ. Còn bây giờ mà bưng ra xong người ta ăn rồi người ta kêu ngọt thì không thể nào bảo là ông ơi cho tôi xin lại tôi mang và tôi làm lại thì không được. Ok. Dạ. Yeah. Rồi xin được cảm ơn đội số 1. Rồi. Các bạn cứ về chỗ đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món ăn của đội số 2. Xin mời ạ. Làm thì các bạn phải chú ý về cái phần sốt này. Đó. Tại vì nhìn cái sốt mà ngon hay dở biết ngay. Sao ạ? Còn ngọt hơn. Tại vì ngọt hơn đội số 1 ạ. Các bạn này, thứ nhất ấy, cái sốt của các bạn mà vừa đủ vị giữa cái chua và cái ngọt ấy, thì bao giờ nó có độ sánh và độ cứng của sốt. Vâng ạ. Ngọt quá nó sẽ bị chảy. Em cũng chua thấy quá nó sẽ bị cứng. Dạ em cũng thấy là sốt của thầy và sốt của các bạn đây sốt các bạn nhìn khá là khác nhau rồi. Nó để từ nãy đến giờ nó vẫn có thành. Vâng có nghĩa ạ. Là nó không bị sệch nhưng của các bạn vừa làm xong rồi nó đã sệch hết cả ra rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái này là cái cũng không sao cả đúng không ạ, lần đầu tiên. Vâng, vâng ạ. Cảm ơn đội số 2. Chúng ta sẽ cùng đến với đội số 3, xin mời ạ. Hy vọng sẽ có đội đạt giải nhất. Rồi các bạn đứng ra. Nha. Yeah. Nhìn là thấy nó giống nhau rồi. Ok. Rồi cảm ơn hai bạn. Chị ok thôi ạ. Xin mời đội cuối cùng. Cái sốt nó có độ dẻo, bây giờ nó sẽ ngon. Vâng ạ. Như này nhá. Nếu nói về tổng thể dạ. Thì với những người đầu bếp mà chuyên nghiệp thì tôi không nói. Nhưng với các bạn một lần đầu tiên mà tham gia một cái buổi học mà nhất lại là nấu món Âu thì các bạn làm được như này ấy, thì các đầu bếp chuyên nghiệp cũng phải gọi các bạn bằng sư phụ rồi. Tại vì đây là lần đầu tiên. Dạ, vâng ạ. Còn với người ta thì là người ta có rất là nhiều năm kinh nghiệm và nhiều ngày làm việc, có nghĩa là ngày nào người ta cũng làm. Thì để mà so bì như thế thì các bạn là sư phụ của người ta rồi. Rất là xuất sắc rồi đúng không ạ? Quá xuất sắc rồi. Dạ. Từ hình thức cho đến chất lượng mà các bạn làm được như này thì nó cũng là hoàn hảo rồi. Nhưng để mà nói ở đây một cách vô tư nhất thì có độ số 4 là cái sốt nó ăn nó vừa đủ. Chứ chưa phải là ngon nhé. Dạ. Mà nó là vừa đủ để làm sao để cho người ta dễ ăn nhất. Vì các bạn thì cái vấn đề này, cái sốt nó là cái quyết định chính để cho cái món ăn của chúng ta có thành công hay không thành công. Chứ còn để làm chín một miếng thịt ấy, thì ai cũng có thể làm chín được. Giống như ở nhà các bạn làm lem, nếu nói đến người Việt mà không biết làm lem thì không đúng. Đúng không? Nhưng mà quan trọng là pha cái nước chấm lem đấy nó như thế nào. Mà để cho người ăn ấy, người ta cảm thấy thích ăn và muốn ăn ấy, thì vâng là ạ. Cái khác. Dạ. Đúng không ạ? Cho nên là đấy thì ở đây về tổng thể thì tôi nói là về cái vị thì là của đội số 4 ấy, dạ. Là đạt nhất. Vâng ạ.
Và cũng đồng nghiệp với việc là đội số 4 sẽ trở thành đội chiến thắng. Cái đấy là tự nói nhé. Dạ. Bây giờ thầy sẽ công bố ạ. Rồi bây giờ thì tôi cũng nói luôn là đội số 4 sẽ là người là đội mà đoạt giải nhất ngày hôm nay. Xin được chúc mừng đội số 4. Còn các bạn cũng không nên có một cái gì đấy ăn thua nhé. Vì đây nó chỉ là cuộc chơi thôi. Dạ. Mà chúng ta học được rất là nhiều cái ở nhau. Vâng, tôi ạ. Cũng phải học các bạn về cái sự nhiệt tình và sự sáng tạo. Và các bạn cũng lại học tôi về những cái kỹ năng làm việc. Dạ. Ở đây chúng ta là chia sẻ và trao đổi. Vâng ạ. Để cho cuộc sống nó thêm tươi đẹp. Ok. Dạ vâng ạ. Chứ không phải vì hai cái lôi cơ miệng nhé. Vâng ạ. Chúc mừng đội số 4. Xin mời các bạn đứng đây luôn. Và các bạn, phần quà mà các bạn sẽ nhận được đó chính là một quyển sách dạy nấu ăn. Và mỗi bạn sẽ nhận được một chiếc nồi cơm điện đến từ nhà tài trợ Electrolux. Bây giờ thì Thế Trung sẽ trao phần quà cho đội chiến thắng trước ạ. Đây là sách ạ. Đây ạ, nồi cơm điện ở đằng sau luôn ạ. Đây, đứng vào trong này luôn. Xong rồi. Hy vọng rằng là với chiếc nồi cơm điện của nhà tài trợ thì các bạn sẽ nấu nên được những bữa ăn ngon đúng không ạ? Chúc mừng đội số 4 một lần nữa, đúng rồi, đội số 4 ạ. Bây giờ thì sẽ là những phần quà dành cho 3 đội còn lại ạ. Xin mời thầy ạ. Rồi, gửi các bạn. Cảm ơn đội số 4 ạ. Các chị có thể về chỗ được rồi ạ. Như vậy là buổi học làm món đùi gà bỏ lò cuộn phô mai và cho nhân vịt ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Electrolux, cảm ơn thầy Trung, cảm ơn 4 đội chơi đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và để xem lại cách chế biến của món ăn này, các bạn hãy truy cập vào fanpage của fitdi.vn nhé. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào số lần sau.